Chào mọi người, hôm nay mình sẽ giải câu hỏi số 4 trong bộ đề những câu hỏi hoàn toàn mới của Official Guide khoa năm 2020. Vậy thì câu số 4 cho mình là XYK positive lớn hơn không và X thì nhỏ hơn Y. Câu hỏi đặt ra là X cộng K chia cho Y cộng K sẽ bao nhiêu thế nào? Và có các đáp án bên dưới. Và mình sẽ thấy, khi mình quan sát đáp án, mình sẽ thấy rõ là có một cái đáp án đầu tiên là bằng 1, là ra một giá trị cụ thể. Và đáp án BCDE thì lại so sánh lớn hơn, bằng nhỏ hơn hoặc lớn hơn XGE. Do là mình theo số đông thôi, thì mình sẽ cần đem đi so sánh với XGE thử. Và thật ra khả năng mà ra được 1 sẽ rất là đặc biệt. Mình có thể lấy thử, ví dụ sẽ thấy là không thể nào ra được con số 1 trong mọi trường hợp được. Do đó nhiệm vụ của mình thực ra chính là đang so sánh X cộng K chia Y cộng K và X cộng Y với những điều kiện đã cho X, Y, K lớn hơn không và X nhỏ hơn Y. Vậy thì đây là một bài toán so sánh. Thì bạn cứ xem nó như là một bức phương trình. Mình sẽ để hai bên và không đặt dấu gì ở giữa cho tới khi mình biết dấu ở giữa là gì. Vậy mình sẽ giống như để hai bên bàn cân, dấu chấm hỏi sẽ nằm ở giữa, và xem nó như là một bức phương trình. Tức mình chỉ được nhân chia với những số dương cho cả hai vế, những số dương giống nhau cho cả hai vế. Rồi vậy thì ở đây có một trường hợp đặc biệt là x, y, k đã lớn hơn không rồi, do đó hai mẫu của bạn y cộng k hay là y đều đã lớn hơn không. Mà nếu mà mẫu đã lớn hơn không như vậy, mình được quyền nhân chéo. Rồi vậy thì kết quả hai bên sẽ biến đổi như sau: x cộng k nhân y, x nhân với y cộng k bên bên phải. Mình sẽ khai triển này ra xem. Đây mình sẽ có x y này nhân với k y này, chấm hỏi này. Và x y cộng với k x. Rồi x y hai bên giống nhau, không có phép cộng trừ, không có gì phải lo sợ cả. Mình sẽ còn lại k y và k x. Mà rõ ràng là mình đã biết được là x nhỏ hơn y và k đã lớn hơn không rồi. Do đó tại đây mình sẽ kết luận ngay là k y của bạn sẽ lớn hơn k x của bạn. Vậy thì dấu không chấm hỏi cuối cùng sẽ phải là dấu lớn. Còn nếu để dễ nhìn hơn, bạn cũng có thể chuyển vế, bạn làm giống như một bức phương trình, nhưng dấu chấm hỏi đó mình chưa biết là dấu gì thôi. Vậy thì k y trừ đi k x sẽ chấm hỏi so với số 0. Vậy thì k lúc đó làm nhân tử chung và y trừ x sẽ như thế nào so với số 0? Mà bạn đã biết là y lớn x, do đó y trừ x sẽ lớn hơn 0 và k đã lớn hơn 0, do đó vế trái của bạn sẽ lớn hơn 0 và lớn hơn vế phải, đây sẽ là dấu lớn và cuối cùng sẽ phải là dấu lớn. Đáp án sẽ là câu B. Rồi, cảm ơn mọi người.